Rồi, hello, hôm nay chào anh em. Và cũng như đã hứa là lên sóng một bộ áo mà của chiếc quay Thái 2000 hồi sáng Hồng mang quay cho anh em xem anh em. Chiếc xe mà đi ba mươi mấy ngàn cây đó. Và đây là bộ áo zin theo xe, tem zin. Và tình trạng là mình cũng kiểm tra rất là kỹ rồi cho anh em ha. Bộ áo này nói chung là nước sơn là còn mới tầm cỡ 80% nha anh em. Còn những cái bát móc đó hình như là không có gãy. Chứ ngoại trừ cặp cánh bên trong nó có một cái chỗ bị mẻ chút xíu anh em ơi. À, coi như là bát móc là còn tới 98%, không có bị gãy móc gì hết nha anh em ha, còn nguyên vẹn. Tem thì vẫn còn đẹp, tem khá anh em ơi. À, thì cái tầm tem hôm nay mà còn tem zin cỡ này thì kiếm cũng hơi bị khó nha anh em ha. À, tem zin cỡ này thì anh em biết rồi, chỉ có xe mà người ta giữ kỹ bốn số một chủ thì cũng may mắn lắm mới được bộ áo này anh em. Chứ những cái xe mà đậu lâu quá cũng bị hư và cũng bị chày, cũng bị nứt. Ngoại trừ là người ta đậu và không có sử dụng nhiều á. À, áo này không có dán keo anh em ơi, không dán keo mà được như vậy cũng là rất là hiếm anh em ha. À, anh em coi kỹ cái nước sơn một màu, không có bị bạc màu anh em, rất là đậm màu. À, màu đậm lắm anh em, một màu một. À, và được cái may mắn là tất cả áo ở đây thì đều là nằm trong đát cuối 99 hết, không có miếng nào mà qua 2000 anh em. À, cũng may mắn anh em ha. À, đồ đúng combo trên một chiếc xe này. À, anh em coi cái dạng màu của nó đẹp lắm anh em. À, màu của nó thì mình đánh giá tầm cỡ 70 80% so với một cái dàn nhựa mới anh em ha. Màu sơn của nó rất là đẹp. À, mình quay ban đêm thì anh em thấy cái đèn này, quay đèn đa số là nó sẽ không được đẹp bằng mình quay không anh em ha. Nó quay không đẹp hơn này. À, nó đậm màu hơn. Rồi dạ màu nó đã thu rồi. Đó, mở đèn là nó sẽ không được đẹp màu anh em ha. Đó, mà nguyên bản của nó đó anh em. Một màu một anh em ơi, một màu một à. Đó. Còn anh em mà muốn đẹp nó về anh em đánh bát đi, đem ra tiệm á, người ta dán keo đề can gì đó, anh em cho họ đánh bát lại cái, dán keo lên thì bảo quản được cái bộ áo này cũng tôi nói là đẹp anh em. Đó, không có dán keo anh em ha, không dán keo đó là còn vậy đó nè. Rồi trước tiên mình cũng đi từ cái đầu xuống đít anh em ha, có đầu phải có đít, đi đầu anh em ơi. À, anh coi nè, cũng là 99, cuối 99 hết. À, báo này nè, tem còn, đáp chữ còn. Báo này mình cũng xin nói anh em nghe luôn nha anh em ha, báo này mình bán là 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8 mình mới bán nha anh em ha. Được cái là bát móc là không có gãy ngàm nào hết anh em, còn nguyên hết. À, à, tem chữ còn hết. À, đẹp. Lỗ tai đa số là bị bể mà lỗ tai này không bể anh em thấy nào. Mình thấy là một chục chiếc những cái áo mà đầu đèn của quay đó nó bể bên hông hết trơn. À, à, này không có bể anh em ha. À, còn do. À, đẹp nha anh em, nói chung là anh em siêu về bát lại nha. À, đánh bát cái nó bóng lắm anh em ơi. Rồi đầu đèn anh em ha. Rồi mình tới cái mặt nạ nước sơn rất đẹp nè, anh em coi kỹ nè. À, dạ cái đèn anh em coi cái nước sơn nó đẹp lắm. À, cái nền nó màu đỏ bên trong anh em. À, tem zin anh em ha, tem zin nha anh em. 6 triệu 8 không mắc đâu anh em ơi. Tem hôm nay là kiếm tem này kiếm đâu ra giờ. Còn tem zin theo xe mà cỡ này anh em còn đâu ra anh em. Không có bị bạc, không bị rách nữa. Cũng cuối 99. Rất là may mắn anh em. Chứ mình thấy mua nhiều xe là đá 99 2000 nó lửng lửng lộn nó nhiều lắm. Bảo này được cái là nó cuối 99. Thì xe này đúng ra đầu ET trừ 2 là cuối 99 đầu 2000 mà anh em. Nó đâu có gì mà lạ đâu, số máy anh em biết rồi, đầu bộ nó là ET-2 mà đồ của nó đồ đa số là đồ 99. Để mở nào hôm nào mà Hồng ăn rã cục là máy nó ra coi cái lửa biết liền. À, lửa nồi là biết liền. À, cái gì máy nó dữ quá anh em ơi, cục máy rất là cọp. Rồi ok anh em ha. Rồi tới hai cái cớp bên hông
không dán keo nó cũng bị chày, móc gãy một chân, quên nữa, coi sót ở đây nha anh em, gãy một chân nha, để còn đủ, cũng là chín chín luôn nè. Dơ anh em ha, để rửa lại nha anh em, bên đây không bể lộ, bên đây còn nguyên, cuối chín chín luôn, cuối chín chín hết anh em ơi. Sẵn mình coi coi luôn cái đuôi đung đêm không bể nè, cuối chín chín luôn anh em, ok anh em ha. Đem zin còn rồi, tới đâu quay tới đó nha anh em ha, sẵn tiện thể mình cầm mình quay luôn à. Ở đây là cái cốp bình tem zin còn, chữ nghĩa đẹp, sơn dày lắm anh em, rất là dày, đậm và dày anh em ha, lỗ không bể nè, bên trong nè không có hàng anh em, lỗ nguyên anh em ha. Cuối 99 luôn nè, tháng 11 99, tháng 12 99. Rồi tới cặp cánh, cánh dài 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 móc câu nó còn luôn anh em, cặp cánh này trong nó còn cặp móc hết trơn á. Anh em trước tiên anh em xem nè, cuối 99 luôn nè, lỗ nó còn nguyên không gãy nha anh em ha, ốc nè giữ còn nguyên hết á, bắt răng được nha anh em, không có bị tuôn răng ha. Ở đây bị mất một mấy miếng mẻ một miếng thôi, chưa có xúc ra, còn đẹp. Cầm quai mặt ngoài nè anh em, không có bị bể anh em ha, chạy bắt lại anh em ơi, không bị bể đâu anh em. Nói chung là mình kiểm tra kỹ rồi, rất là nước sơn rất là đậm, bát móc như vậy là quá ok rồi anh em. Một chiếc xe mà 24 năm rồi làm sao không có gãy, ngoại trừ là ít có mở thôi, ít có mở ra mở vô nó mới không gãy anh em ha. Chiếc xe mà mở chừng 2-3 lần là cái người ta mở là sẽ gãy hết anh em, khi mình mở ra không có kiểm tra không có kỹ á, ít gì cũng gãy một hai cái ngàm, một hai cái móc, đặc biệt là trên đây nè. Thì xe này anh em biết rồi, mình mua là một chủ à, người ta cũng đậu không anh em, đậu tới cái lốc mà nó bị bung bị dập anh em hiểu rồi đó anh em đó. Cục máy này khỏi bàn rồi, cục máy nó siêu cọp, kiếm đâu ra cục máy này anh em đó, cái mẹ cái này anh em chày nó xấu chỗ này chút xíu anh em ha, không sao nha anh em, không có bị bể. Bên trong nè cũng còn nguyên hết, đây có chỗ hàng, hàng chỗ này, hàng bên trong anh em ha, cái răng cỏ còn nguyên hết, cũng chín chín luôn anh em, không bể răng nha, dặn ok hết. Rồi ok anh em ha, cánh ngoài xem cái độ màu của nó đây nè, mình xem độ màu trước cho anh em ha. Đặc biệt là anh em chú trọng phần dưới này nè, chăm chiếc là cái chỗ này là đều bị hàng hết, mà nó cũng chẳng có sao nha anh em ha, chưa có bị gì dân nha anh em, lỗ thì còn nguyên, đẹp cho anh em ha, đẹp, hàng mét chút xíu đây nè. Rồi chắc cũng có mở ra gia cố gì đó, nó bị rè bị rung gì đó anh em đó. Này nè, không có hàng anh em ha, bên đây còn đẹp không có hàng nè, bên đây nó không bị nè, không có bị, chỉ bị bên kia thôi tiền đây. Nó sâu rất là đẹp anh em, anh em chịu khó bát lại nha, mình nói là mình cũng lao nhẹ thôi anh em, lao cái dơ thôi, và cái này mà đẹp anh em bắt là đẹp lắm anh em,
Để mất cái miếng tem nha anh em ha. Miếng tem đây nó người ta lột lột bỏ ra nè. Có miếng tem đây nha anh em. Mất miếng tem cánh bên trái. Tem này dễ mà anh em. Anh em mua mình tặng cho anh em một cánh bên bên trái cho, tặng cho anh em á, mình có mà. Rồi cái già. Mũi già sao nè anh em. Không bị chạy luôn anh em ơi. Nhìn nó sơn rồi cỡ này không dán keo mà cỡ này anh em nghĩ đi anh em, lỗ còn nguyên hết. Cái cao su này cao su zin anh em ơi, cao su zin nha, cứng lắm anh em. Mỏ dè, mỏ dè để chục chiếc cũng có hơi bị chạy chạy lông mèo xước. Cái này chịu khó một là anh em dán keo lại hay là dặm lại chút xíu, buộc phải có anh em ơi ha. Rồi lỗ còn nguyên anh em ha, đắp đi bên trong. Cuối chinh chính luôn, nguyên bộ áo này cuối chinh chính hết. Rồi cuối cùng là cái ăn tiền bên trong này rất là đẹp, thường là cái cặp ốp ốp sườn sau là ăn tiền ha, vì cái tem nằm ngay đây mà anh em. Tem nằm ngay đây và những cái dàn nhựa ngàm bát bắt từ ở dưới lên không à, nó giữ lại cho cứng anh em. Còn nguyên hết và chỗ này nữa nè, chỗ này đa số là bị bể, nó dơ 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 anh em ơi, đậm. Rồi, cũng là đáp chính chính không anh em, nhớ là mình cũng chính chính luôn đó. Tháng 12 chín chín hết á anh em. Rồi ok anh em ha, đem còn phóng nha anh em đó. Nước sơn đậm, rất là đậm anh em. Mới sơ sơ cái này rồi đem dán keo nó còn mới nữa. Rồi, đây là cái ổ khóa zin còn nha, chìa zin còn trên xe nha anh em, mình để cho anh em ổ khóa zin quên này, mình lấy lại nha, mình không đưa anh em được nha. Tại cái chìa khóa mà anh em mình chưa có gỡ nó ra ha. Tem nè, coi đây anh em, bóng có gì anh em chưa bắt cỡ này rồi, anh em bắt nó cỡ nào anh em. Rất là đậm, mình quay cái đèn nó cũng không có được chuẩn cái màu của anh em ha, chứ ban ngày đậm lắm nha anh em. Để ngoài nắng nó đậm lắm, nắng sáng như nó đậm cực kỳ luôn á. Thì ngàm cũng như bên ở dưới bên kia thôi, cũng còn nguyên hết, không có gãy, nguyên hết à. Cũng là cuối 99 tháng 12 không bể luôn nha anh em, đẹp anh em ha. Rồi đó, bộ áo này mình cũng nói rồi ha, 6.800.000 thôi, nói chung là giá này không bớt đâu nha anh em. Anh em nhiều khi mà bớt nữa là mình không bán đâu, tại nhiều khi mình mua được những con xe đẹp, nhiều khi thiếu những bộ áo anh em, mình dành dụm lại cũng được một bộ. Chứ áo khó lắm, đặc biệt cái tem đẹp kiếm khó anh em. Anh em mua những cái dàn áo mua lấy phôi thì hôm nay cũng 3.000.000, 3.500.000 mà anh em phải về sơn nè, bỏ ra 2.000.000, 2.000.000 mấy về sơn mà chưa chắc đẹp nữa anh em. Và những cái áo phôi 10 chiếc là hết, là 9 chiếc 8 là nó gãy ngàm, gãy hết trơn, bị nứt. Về cũng phải gia cố ngàm này kia. Mà gia cố ngàm không có khéo, anh em đụng nhẹ nó cũng nứt lại à. Anh em biết rồi, cái xương tay, xương chân mình bị gãy, anh em đụng lại nó cũng gãy tiếp à. Cho dù có hàng anh em nhìn thấy đẹp anh em ha, lỡ da chạm ngay cái chỗ mà vết nứt, vết hàng lại đó, tiếp tục nó cũng gãy, cũng bể nữa à. Mà bỏ ra đi sơn 2.000.000 mấy, 3.000.000 rồi bị gãy tiếp, nó cũng xấu anh em ha. Thà mua những cái dàn áo lành lặn vậy đó, anh em có đụng có da quẹt có cạ thì cũng chẳng có sao, mà được cái tem zin nữa. Tính ra bộ áo này 6.800.000 rẻ anh em ơi. Anh em mua áo phôi 3.000.000, 3.500.000 đi sơn thêm 2.000.000, 2.000.000 mấy nữa là ra cũng 6.000.000 rồi. 6.000.000 mua bộ tem thái nữa cũng dài 100.000 nữa, 6.500.000 mà làm sao bằng dàn áo zin, tem zin, sơn zin, giá trị nó hơn nha anh em ha. Rồi nói chung là cuối cùng là cái đèn cũng là cái combo xe hồi sáng,
đi 30 mấy ngàn cây đó. Trước tiên là mình chụp cái đèn xi nhan đó, trên chiếc xe đó anh em đó. Đó đó, đèn xi nhan nha anh em ha. Trong này không có một vết chày vết hằn luôn anh em, không vết nứt luôn đó, chưa bát anh em ha. Đó, xe đẹp lắm, bóng zin còn mà, được cái bóng zin còn anh em. Đó, anh em coi nè, năm ra hàng nó không rẻ đâu, nói chung mình cũng muốn để dành lại anh em cần những cái đồ đẹp á, còn những cái đồ mà thường thường mình cũng còn nhiều lắm, đẹp vậy nó hết hàng rồi, rất là ít, chừa lại anh em ha. Chúng bộ này anh em thích thì mình để cho là một bộ này đó. Thích thì mình để cho một bộ chơi anh em ơi ha, không có mắc cũng không có rẻ. Bộ này mình bán cho anh em nè 700 ngàn, 700 ngàn anh em ha, không mắc không rẻ, hàng theo xe mà, tặng ốc cho anh em luôn. Rồi, cái đuôi đèn viên bộ combo này đó, đuôi đèn anh em ha, mực còn, chuôi còn, bóng còn, đưa cho anh em cái chuôi luôn, như vậy đó anh em, mực màu còn anh em ha, đẹp, thấy không? Cũng không dính nứt dính chày anh em, không dính nứt dính chày nha, coi nè. Một vết nứt, một vết chạy luôn. Ốc zin nè. Bộ đuôi này 1,5 triệu nha anh em ha. Chúng là để dành ráp cho những con xe đẹp anh em ơi. Chứ tầm vài trăm ngàn, 1 triệu bên shop vẫn có hàng nha. Cái cặp này có 300-400 ngàn một cặp, shop vẫn có hàng nha anh em. Mà nó không được đẹp như vậy thôi, cũng là đồ zin hết. Cái hàng này hàng đẹp mình để dành anh em ơi. Rồi cái ống zin nó còn nè anh em, ống zin nè. Quá zin đẹp lắm anh em nè, sáng trưng à, không có bị nứt, không bị nứt nha. Chóa bên trong rất là sáng, thủy bên trong anh em. Được cái bóng zin, ốc còn màu. Bóng vẫn còn ok, tim vẫn còn ok nha anh em ha. Khi mình nổ máy mình cũng kiểm tra cái bóng rồi, vẫn còn hai tim lên bình thường hết. Anh em lấy cái bộ này mình bán đúng 2 triệu nè, đưa bóng cho anh em luôn, và đưa cho anh em cái chuôi này luôn nha anh em, chuôi của nó đó nè, mềm mèo à. 2 triệu là tổng cộng vừa bóng vừa chóa vừa cái gì hết, đủ hết nha anh em ha. Cái xi nhan này bóng là bị thay rồi, không đúng nè, một bóng vàng một bóng trắng, anh em về thay lại cho nó đồng màu anh em ha. Có sao quay vậy. Rồi ok, vậy thôi anh em ơi. Thì cái combo này thì cũng chỉ có hôm nay thôi, sẵn mình quay cho nó hết ha. Anh em muốn chốt bộ áo thì liên hệ mình số điện thoại 0368888383 và 0909574435. Và anh em muốn cần những cái phụ tùng linh kiện, hồi sáng Hồng An có lên clip á, thì anh em cứ muốn chốt thì liên hệ mình nha, chỉ cần 100k là hàng bay tới nhà, bảo hành tất cả cho anh em, phụ tùng bên mình bán đều 3 tháng 6 tháng, riêng về máy nói chung là yên tâm anh em dùng. Đồ mình rất là nhiều anh em ơi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.